Chuyện chưa kể về những phận đời quanh ông Trùm Khánh Trắng. Đã 16 năm kể từ ngày Khánh Trắng bị bắt và xét xử, những người đã từng gắn bó số phận với ông Trùm cho đến nay thì cũng đã có nhiều thay đổi. Những oán hận mà Khánh Trắng gây ra có những điều đã được hóa giải, nhưng cũng không ít người vẫn chưa một ngày nào quên được. Những người thân của ông Trùm ngày xưa đến nay thì cũng đã quên đi quá khứ để sống tiếp cuộc đời của mình. Trong số những đàn em thân tín của Khánh Trắng, phần lớn đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, sau đó thì cũng đã tỉnh ngộ và trở về với nẻo thiện. Nhưng cũng còn những kẻ trượt dài trong quá khứ hào hoang của thế giới bóng đêm. Đặc biệt, trong số những người thân cận của ông Trùm ngày xưa giờ, đã có người sang để mình khi còn dốc cuộc đời nên đã quyết định kể một lần hết sự thật để làm gương cho những người khác. Nghiệp đoàn bóc xếp của Khánh Trắng ngày ấy thì có đến vài trong quân, nhưng những quân thân cận, vào sinh ra tử của Khánh thì tính được trong hai bàn tay. Trong số đó, những cái tên nổi cộm như là Tê Con, Đề Chính Ủy, Tê Sâm, Ad Lung là nổi hơn cả. Sau khi bị triệt phá thì Khánh Trắng bị xử tử hình, Tê Con bị phạt 8 năm tù, Đề Chính Ủy, Tê Sâm và Ad Lung thì nhận mức án là 8 đến 15 năm tù. Đến nay thì họ đã ra tù được khá lâu, có người đã biết tỉnh ngộ làm lại cuộc đời. Người thì phiêu bạt nhiều nơi, dùng tình để mưu đồ nghiệp lớn. Chuyện Tê Con được Khánh Trắng trọng dụng và cho làm phó tướng của nghiệp đoàn thì ai cũng biết. Thế nhưng chuyện Tê Con giúp Khánh Trắng mưu đồ nghiệp lớn thì không phải ai cũng biết. Tê Con kém Khánh Trắng 11 tuổi, nhưng nổi danh trong chốn giang hồ trước Khánh Trắng và có tiếng ở quân khu ngoại bãi, tức là khu vực Bãi Phúc Xá ngoài đê sông Hồng, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Nhà Tê Con thì đông anh em nghèo và bậc nhất ở khu bãi ngày ấy. Chỉ vì tranh nhau đất sống mà Tê Con đánh người khác bị đi vào tù 3 năm vì tội cố ý gây thương tích. Lúc Tê Con phải vào tù thì là thời điểm gia cảnh thì vô cùng bi đát. Vợ Tê Con bỏ đi, bỏ lại hai đứa con cho mẹ già nuôi. Tê Con hận và đã thề rằng sẽ chém đứa nào dám tranh miếng ăn của mẹ con và mình. Trong lúc khốn khó, bế tắc thì Tê Con được Khánh Trắng vào trại thăm. Tê Con kể, tôi và anh Khánh trước đó thì không quen nhau. Khi được cán bộ trại giam báo tin có người nhà vào thăm, tôi cứ tưởng là mẹ hay là mấy đứa em. Quả thật ngày đó tôi cũng có nghe cái tên Khánh Trắng chứ không nạp vào đâu, không tìm hiểu xem con người này như thế nào. Anh Khánh vào thăm, chuyện lời của mẹ, của con và của em, tôi xúc động nhưng cũng thấy rất lạ. Cứ hàng tháng thì anh Khánh lại đạp xe từ Ba Đình xuống trại Thường Tín thăm tôi. Lần nào đến thì cũng có quà, khi thì gói bánh, khi thì túi trái cây và chẳng lần nào là không có vài ba lăng thịt lợn bạc nhạt gì đó. Anh ấy động viên tôi cố gắng cải tạo tốt để ra tù thì cùng nhau lập nghiệp. Anh ấy cũng thường xuyên đến thăm mẹ, em và con tôi làm tôi rất cảm động. Từ đó thì tôi đã giúp anh Khánh. Tôi thắc mắc, anh ở tù thì làm sao giúp Khánh Trắng lập nghiệp được? Thì con cười mà rằng, anh không là người trong giang hồ nên là không hiểu đấy thôi. Ngày đó thì tôi cũng có số ở khu vực chợ Long Biên, gầm cầu và chợ Đồng Xuân đấy. Nghe tên tôi thì một số giang hồ tiểu tốt mới vào nghề cũng sợ ra trò. Anh Khánh đặt vấn đề, cái uy của tôi lớn, lấy tên tôi để lập thành đội bốc xếp, thế mới gom được những tay đạp xích lô bướng bỉnh, những thằng choai choai vào làm bốc xếp. Có tiếng nói của tôi, đàn em nghe và theo Khánh Trắng rầm rắp. Khi đó thì tôi thấy vui vì đã trả được một phần tình nghĩa mà anh Khánh đã dành cho tôi. Gia đình tôi đang trong lúc khó khăn. Phần lớn thì anh em trong giang hồ của tôi đều đã đầu quân ở nghiệp đoàn bốc xếp của anh Khánh. Khi tôi ra tù, người đón tôi ở cửa trại, cho tôi công việc ổn định cũng là anh Khánh. Anh liệt một thời mà không dọa được con. Tây con thừa nhận sau hai lần vào tù rồi được ra, nhờ có người vợ đảm, tôi đã rửa tay gác kiếm giang hồ, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp lại anh em ngày xưa dưới trướng anh Khánh. Quả thật bây giờ thì mỗi người một ngã, gặp nhau cười là vui thôi chứ chẳng ai khuyên răn được ai gì hết. Cứ đứa nào vào tù ra tội liên tục vẫn dấn thân vào giang hồ, đứa thì bỏ đi làm lại cuộc đời ở đâu đó mà chẳng biết tin tức gì, đứa thì vẫn làm nghề cũ, chở hàng thuê để đắp đổi kiếm sống qua ngày. Tôi hỏi, thế anh có liên lạc với vợ con ân nhân của mình không? Trầm ngâm khá lâu, Tây Con mới chạy lòng. Với người khác, anh Khánh là tên tội phạm, nhưng với tôi, anh ấy là ân nhân. Từ khi tôi được tự do, lúc khó khăn nhất cũng như lúc làm ăn được, thì tôi luôn quan tâm giúp đỡ vợ con anh ấy. Tôi và một số bạn bè cùng vợ anh ấy đã làm lễ cải táng đưa anh ấy về quê yên nghỉ. Vợ anh Khánh cũng là một người phụ nữ giỏi chịu đựng. Sau khi anh Khánh bị bắt, có quá nhiều bất lợi,
Khó khăn nhưng chị ấy vẫn vững vàng, lo lắng, nuôi con ăn học, biết lễ phép, biết vâng dạ và có việc làm ổn định. Tôi phục chị ấy vô cùng. Dù sao thì bây giờ mọi chuyện cũng đã qua, nghĩa tử là nghĩa tận, nên cứ ngày giỗ của anh Khánh, ai trong đám đàn em cũ nhớ tới thì tự động thắp hương, đem rượu đến mời anh Khánh uống cùng một vài chén, chia sẻ với vợ con anh ấy, rồi lại mỗi đứa một phương. Khi tôi hỏi về cuộc sống hiện tại của những đàn em khác của Khánh Trắng như D9 Ủy, S Lùng, T Xăm hay là những cái tên khác mà chúng tôi không tiện nêu ra, được viết tắt là TDG, VQG, PGC, TVT, T Trố thì T Con cho biết đám đàn em của Khánh đứa tù có thời hạn nhiều nhất là 18 năm cũng được ra rồi. Tôi thì ra tù từ năm 2002, có điều kiện đi thăm và giúp đỡ nhiều anh em. D9 Ủy có thời gian nát rượu lắm, khuyên mãi cũng không được. Lâu rồi thì tôi cũng không còn gặp nữa, nghĩ thấy khổ cho vợ và con hắn. Ít luôn thì buồn hơn, có hai thằng con trai thì hỏng đến 1,8 đứa rồi. Cô tôi thì cũng nhiều lần giúp đỡ S Lùng dọa nạt hai thằng trời đánh ấy, nhưng nó cũng không sợ. Thương vợ S Lùng, người đàn bà này tần tảo lắm. Chọn nẻo thiện đi về. Một tay anh chị tên T ở khu bãi sông cho biết, T con bây giờ ngoan như cúng con ấy mà, già rồi, do nghe bọn trẻ đập chết. Bây giờ sống bằng nghề buôn bán hoa quả cũng kiếm được nhưng khá vất vả. Giang hồ dọc ngang một thời mà được giang hồ trẻ khen là ngoan như cúng con. Có thực là có sự chuyển biến quá rõ nét trong con người của T con. T con kể, thời khốn khó đã qua, hiện thì hai vợ chồng tôi là chủ đại lý quả nhập ngoại rất đa dạng về chủng loại và xuất xứ. Lúc nào thì cũng đảm bảo việc làm cho khoảng 40 đến 30 nhân viên là bốc vác, chở hàng, kiểm hàng, giao hàng. Lương của công nhân là từ 3 đến 5 triệu tùy vào vị trí công việc. Công nhân là con của những gia đình nghèo khó nên là họ chăm chỉ và biết làm việc lắm. Tôi hỏi, nghề buôn quả thì có khó hơn làm anh chị không? T con trả lời, cô anh thì cứ hỏi khó tôi đã đoạn tuyệt với giang hồ rồi nên cũng không dám so sánh hơn thiệt. Lúc còn trong giang hồ tôi cũng học được nhiều đấy chứ. Bây giờ làm kinh doanh tôi cũng học được kha khá cái cách ứng xử với mọi người, với đời. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vợ, nhờ mẹ và hai đứa con của vợ trước. Tôi cười hỏi rằng, anh có tân vợ mình lên quá không đấy? Thì còn thành thật, không đâu, vợ cứu cuộc đời của tôi và gia đình tôi đấy. Cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi, ấm ức, nên bây giờ tôi không dám làm gì để cô ấy buồn nữa. Anh xem, tôi vừa ra tù một lần, gặp cô ấy là một tân sinh viên của hai trường đại học, con nhà gia giáo ở đất Hà Thành, lại xinh đẹp nữa. Lúc đầu thì tôi cứ tưởng cô ấy đùa vì cho rằng như cô ấy, tôi chỉ là kẻ cặn bã của xã hội mà thôi. Không ngờ sự ngang tàn vớ vẩn của tôi lại mê hoặc được cô ấy. Cô ấy vượt qua tất cả rào cản để đến với tôi như là một mối duyên tiền định từ kiếp trước vậy. Cô ấy tháo vát cam chịu nuôi hai con riêng của tôi và con chung của chúng tôi nữa. Chăm mẹ tôi lúc tôi ở tù lần hai, tất cả đều chu đáo. Còn gì hơn nữa, nẻo thiện là lối về đơn nhiên của tôi rồi, còn gì nữa. Cùng với anh có bao nhiêu anh em cùng là đàn em của Khánh Trắng một thời đã đi đúng và gây dựng lại gia đình từ nẻo thiện. Tê con trầm ngâm, không nhiều anh ơi, mỗi đứa có hoàn cảnh éo le riêng, có đứa vì gia đình lại vào tù tiếp rồi. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.